Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình một cái nền rất đẹp luôn. Thì đây cách chợ Miếu Ông đâu đó tầm khoảng 500m là chúng ta tới chợ Miếu Ông rồi nha. Thì đây là con gạch Miếu Ông, có con gạch gần gạch luôn, rất là thoáng mát luôn. Thì đường này hiện thời là đường 4m, xe ô tô về tới vị trí nền được. Thì diện tích nền này khoảng 4m2, dài 21m, thì có 79m thổ cư, tổng diện tích là 88m, có 79m thổ cư nha. Xin giấy phép cất nhà một trệt một lầu. Thì để đi tới cho quý cô chú anh chị em mình xem cái vị trí nền. Thì nhà khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc luôn. Đó, nhà rất là đông. Thì đây là cái vị trí nền. Đó, đây là vị trí nền. Từ cái mí này qua bên đây là 4m2, dài 21m. Đó, dài ra làm sao là 21m. Tổng diện tích là 88m, thì có 79m thổ cư. Thì giá chủ đưa ra là giá chốt là 1,2 tỷ, không thương lượng buôn đuôi luôn. Giá chủ đưa ra là 1,2 tỷ, không thương lượng buôn đuôi ha. Đó, nhà cửa thì khu này rất là đông đúc luôn. Đây, nhà thì rất là nhiều. Đó, thì quay qua hướng đây thì hướng đông nam. Lộ này, hướng này thì đi ra ngay chợ Miếu Ông, thì phường Long Tiền thì khoảng 500m là tới phường Long Tiền và chợ Miếu Ông đồn luôn ha. Ra trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng chừng 4km là chúng ta ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Còn hướng đi vô thì nó đi tùm lum hết trơn luôn, đi về Dây Sưng, Phong Điền hay là đi vòng ra ngoài Bình Thủy đồ được luôn ha. Đi dài vô trong thì nhà cửa khu này rất là đông đúc luôn, hai bên đặt ngạc luôn. Thì ở đây thuận tiện mua bán đa ngành nghề nha. Đây là cái nền rất là đẹp, thì có giấy phép, có xin phép các nhà một trệt một lầu luôn. Vòng vòng khu nhà này rất là nhiều luôn ha. Này thuộc phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha, trong gạch Miếu Ông, sát bên phường Long Tiền luôn. Bán kính trong vòng 500m là trường học, trạm xá, chợ đầy đủ hết. Ra đại học FPT chỉ tầm khoảng chừng cây gửi số là chúng ta tới đại học FPT rồi. Một cái nền rất là đẹp. Từ vị trí bên đây nó qua bên đây là tới 4m2. Đó. Đi thẳng ra sau là 21m, có 79m thổ cư. Thì pháp lý thì có 79m thổ cư thì xin giấy phép cất nhà một trệt một lầu. Rất đẹp luôn. Rồi đây, từ vị trí nền này sẽ chạy dài ra chợ Miếu Ông cho quý cô chú anh chị em mình xem ha. Nhà cửa khu vực này rất là đông đúc, thì để chạy một đoạn đường ra phía ngoài chợ cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. À, chạy cái đường này đi ra ngoài chợ. Thì con đường này dẫn ra chợ Miếu Ông thì nhà cửa hai bên rất là đông đúc luôn, nhà rất là sang trọng, xe ô tô về tới vị trí là thoải mái luôn. À, 500m là chúng ta đầy đủ tiện ích hết, trường học, chợ, trạm xá và bệnh viện đồ đầy đủ luôn. Bách hóa xanh, ăn uống đồ đầy đủ hết. Đường thì xá thì hai bên nhà thì kinh kinh hết trơn, rất là đông vui luôn. Đây là con đường 918 nha. Đó, thì phường Long Tiền, trạm xá, trạm y tế thì ở đây luôn. Đó, đây là khu vực phường Long Tiền.
ngay đây là ủy ban rồi nằm đây ha, còn qua bên đây quẹo phải qua đây là ngay cái chợ, qua cầu này cái là ngay cái chợ nè. À, đây là chợ Miếu Ông thì về tới trung tâm thành phố Cần Thơ chỉ 3 km là chúng ta về tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Đi ra các trường đại học FPT thì chỉ có một cây gửi số 1 km rưỡi ha. Đây là khu chợ, chợ chiều và ít cũng hơi thương rồi. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn rất nhiều.